hiệp 2 Nhị Đẳng của An An. Xin phép được bắt đầu. Cứu tôi với, cứu tôi với. Đường Tam Tạng, cuối cùng thì ta cũng đã bắt được ngươi ở thời hiện đại này. Không lẽ ngươi là Bạch Cúc Tinh? Không, ta là Ma Cà Rồng. Bây giờ ta sẽ hút máu ngươi, ta không còn sợ ánh sáng nữa. Muốn làm gì thì làm đi. Dừng lại, dừng lại. Ê, ngươi dám hại sư phụ ta. Ê, sư phụ, đi con. Thí chủ xin giữ tự trọng. Sư phụ không nhận ra con sao? Con là Ngộ Không nè sư phụ. Ngộ Không? Dạ. Lòng đâu? Sư phụ, con có lòng là sở thú bắt con đó sư phụ. Sư phụ không nhớ. Sư phụ, con có đôi dòng càng khôn đó sư phụ. Thằng chú đó sư phụ. Đang bể quái bác, đừng làm phiền. Bữa nào ông phê ở sẵn điện bệnh viện nha, đây có thằng bị dư kinh phong nè. Sư phụ không nhớ con sao? Không. Được rồi, chắc chắn sư phụ nhìn cái này sẽ nhận ra con, vì chỉ có một mình con mới có thôi. Cái gì? Hey! Wow, giỏi vậy. Tây Du Ký, nguyên tác Ngô Thừa Ân, đạo diễn Dương Khiết, quay phim Vương Sùng Thu. Sư phụ, cuối cùng sư phụ đã nhận ra con. Ngộ Không, nhờ cái gậy nhí ta đã nhận ra con. Sư phụ, Ngộ Không, gậy nhí dài ngắn tùy ý. Nam có thể dùng tập thể dục thể thao, hít xà đơn, xà kép. Nữ có thể là hốc keo quần áo. Trong thời buổi hiện nay, bốn ai cũng muốn mình xinh đẹp, ai cũng muốn mình xinh xắn. Vậy mình cần gì? Mình cần gì? Cần một cái gậy selfie. Chưa hết, mình gậy nhí còn có một công dụng chung, đó là tự vệ. Ê! Ui da! Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Bé là Thiên tên gì? Ồ, duyên quá chị, cái mặt duyên đúng duyên. Hình thể tốt luôn. Hình thể tốt. Dạ. Bé tên gì? Con tên là Thái Hiển. Đi thi chương trình này lần nào chưa? Dạ rớt vòng 2. Dạ rớt vòng 2. Ủa thấy không? Chị chấm luôn cái giường. Chị cho nó rớt luôn. Bạn diễn phụ quá tốt, có áp lực gì đâu. Diễn quá trời diễn luôn, hình thể tốt quá trời luôn. Mà nhiều khi diễn chánh nó giống như bạn diễn chánh hồi nãy, bạn bị quýu lựa chứ bộ. Quýu lựa? Quýu lựa, có cái khúc nói không có nghe. Tự nhiên có khúc diễn mà phải mà suy nghĩ nữa. Hai anh em là cho vô liền. Ông Đường Tăng thiệt nè nè. Ông khó lắm, ông Đường Tăng này khó lắm. À dạ. Xin mời anh Dân, anh Dân. Tôi thấy bạn duyên dáng, câu chuyện thì nó cũng có những cái bất ngờ. Quảng cáo này hay anh ha. À cái này nó có duyên. Hiện bữa là thi là làm cái vụ mà vô trong cái phòng thi đó phải không? Dạ. Bữa nay thì thấy nó khác hẳn. Chị Hương, chị nhớ tiêu phẩm đó không? Dạ không. Cái tiêu phẩm này nhạt nhẽo mà ngồi trên bàn rồi đó viết thi mà viết hết mực hoài á, mà không có gì để diễn á. Rồi chị chấm rớt, chị chữ quá, được chữ luôn đó. Chữ mà xanh mặt nhỏ về quê luôn đó chị. Trời đất ơi, em chị chửi mà không có đánh nổi vậy mà cái mặt của em tả lại thấy ghê lắm nha. Thiệt á. Xanh mặt mà về quê luôn hả? Dạ, mặt tiêu phẩm nó thiệt nhạt nhẽo thiệt. Trời ơi, đừng có ghe nó cường điệu thôi. Đó. Trời ơi, nhỏ giận luôn kìa. Ai cũng xanh hết rồi, cánh má nó hay.